Hello, con back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi trò 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tất cả đầu tiên nhau. Let's go. So far. So let's go, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ hai. A fresh itch. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ ba, CSR Racing 2. Đây là một trong những tựa game đua xe khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư, Traffic Reader. Let's go. Ok. Okay.
Wow, đòi rồi, ok. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm. Refresh each team. Tiếp tục nào. Hi Green, Rushing Chu. Thank you.
cố lên nào, vượt qua cái đầu này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Need for Speed, Most Wanted. Ok, tiếp tục nào. Need for Speed, Most Wanted. No Limits. Wow. Xe khá là đẹp. Ok.
Ok, tiếp tục nào. Ở Fastron. Let's go. Xe lại không? Wow. Không thắng được rồi. Đó là các bạn phải nâng cấp thêm. Sau đó thì sẽ hoàn thành được. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Review Rushing. Let's go.
Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Wrist stretching bar. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo. Rush round đi ba. Let's go. Right, 8 feet.
Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.